Và rồi xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel mình. Mình là Tí Tiền Tỷ và hôm nay mình lại tiếp tục quay series sinh tồn trong phần chơi ARK cùng với mod Monster Kaiju. Thì ở tập trước đó các bạn, thì mình đã thu phục được một con Kaiju đầu tiên trong cái series lần này. Con này thì ở tập trước có nhiều bạn nói là nó đánh tăng cả Tuber đó các bạn. Trong thời gian giữa hai tập thì mình cũng thử sử dụng em nó đó để đánh với lại mấy cái con Monster nhỏ nhỏ đó. Thì nó đánh tăng rất là ngon luôn á. Con này thì đánh ngon nhưng mà nó hơi bị cồng kềnh chút xíu thôi. Và gần căn cứ của mình đó các bạn, cũng rất là lâu rồi. Mình thấy có mỗi con bên đây nè. Con này thì có 600.000 máu thôi, nhưng mà Turbo tới tận 2.500.000 lận. Bây giờ mình sẽ đem cái con đại của mình qua đánh thử ha. Con này thì hơi cồng kềnh chút xíu thôi. Ui, 18.000 máu hả? Vậy là nó đam cao á. Nó đam cao nhưng mà máu của nó không bằng của mình đâu. Có cái con gì dưới chân mình á, Harry hay sao á? Harry này hình như là Harry hệ độc luôn hả? Wow, ui đánh xỉu con Harry được, mình bắt luôn con Harry này luôn. Con này thì cắn thường đó các bạn, là nó sẽ liên tục tăng turbo á. Mình sẽ lùa cái con Kaiju này qua phía bên ngoài đi ăn. Ui nó có chim kích điện lên kìa. Đó, nếu mà mình cắn thường á là liên tục tăng turbo á. Mình cũng đã thử nghiệm rồi. Cái con này nó có nhiều chiêu lắm các bạn, nhưng mà cái chiêu của nó thì cũng không có tăng turbo được, chỉ có cắn thường và làm tới thôi. Rồi sử dụng tay đập. À, cái chiêu sử dụng tay của nó đập lại á là sẽ làm cho mình bị chóng. Còn có cả chiêu lấy thịt đè người nữa nè. Chóng cũng lâu dữ ăn. Chóng như 9 giây hay sao á. Ờ nhưng mà cái con Harry nãy 400 thì chết luôn rồi. Đứng gần con này quá anh. Lên được 300.000 turbo ha. 2.000.000 turbo này chắc là không đủ máu. Mình cắn em nó được một hồi đó các bạn, thì em nó chỉ còn 50.000+ máu thôi, cho nên là mình sẽ lui ra một cái. Con này nó có chiêu nẹt điện làm cho mình bị chậm lại á. Lui ra phía bên ngoài chờ cho nó hồi máu lại. Lui xa quá nó sẽ biến mất á. Phải đứng gần xíu. Con này đi xa là nó sẽ không có tầm nhìn để quan sát mình, nó không tấn công được. Còn có con Alpha hay gì á. À, Raptor Alpha. Ui nhưng mà con này hồi máu lên chậm lắm. 53.000 máu mà thấy còn y hoài á. Có nó quá tấn công mình á. Né một cái à. 53.2, vậy là nó hồi chậm ha. Không có nhanh như là mấy con Monster. Mấy con Monster lên còn nhanh chứ con này lên chậm quá. Có chiêu đấm xuống đất nè. Có chiêu nẹt điện rồi chiêu cào á. Cào con mồi. Xem nó ăn thịt nó hồi máu không. Đó nổ. Đó chiêu điện của nó nè. Đó chiêu kích điện từ của nó. Vậy là con này lên chậm lắm. Cũng được rồi. Bây giờ mình đánh nữa là một hồi nó chết luôn, không đủ turbo. Mình sẽ dịch chuyển về căn cứ mình cái này. Chắc là mình phải sử dụng tới phương án là sử dụng mấy cái mũi tên đó bạn. Mũi tên độc á, bắn cho nó ăn. Chứ bây giờ đánh nó là nó bị chết luôn. Ôi chết, nhảy xuống vậy thì có đi không vậy? Ui, còn chút xíu máu ha. Hôm nay á, thì level của mình cũng cao đó bạn. Mình đủ sức để có thể học được, chế tạo được cái Nako siêu xịn trong này nè. Với lại cái mũi tên nha. Mũi tên màu đen luôn. Đài, mũi tên màu đen này luôn ăn. Lần trước mình đánh cái con Raptor đó bạn, mình có được cái cây nỏ này nè. Cũng 200%+ đam á. Raptor như Raptor Alpha. Và đây thì trời ơi, con này nó liều. Quỷ khủng long để trâu nó vô tới trong này luôn, kiếm mình mà. Hôm nay chắc mình sẽ chế tạo cái bàn pha chế xịn nữa các bạn, để chế tạo Nako cho nhanh hơn ha. Cái chem này mình cũng học rồi nè. Để mình hút dơ thử xem còn thiếu gì à. Trong này một cái thì thiếu cái bột màu cam đúng không? Bột màu cam thì mình phải học Green Powder trước. Để học Green Powder cái tự unlock ra luôn cái bột màu cam cho mình ha. Bên này thì mình sẽ work 100 cái đấy. 100 thì nó ra được tới tận 200 lần á. Cuối cùng thì mình cũng đã có được cái chem qua phía bên đây để mình nấu thêm cái phần dầu lên nữa. Mình sẽ bấm 10 cái trong này để cho nấu dầu. Cái chem thì thuộc dạng máy móc cho mình sẽ để phía bên tầng phía bên trên này nè. Chắc là để trên chỗ này luôn á. Chỗ này hợp lý nè chứ. Đó. Cho nó sát vô phía bên trong xíu á. Mình up lên cho nó sát vô trong này một cái. Bây giờ thì sẽ bấm thử 100 cái thôi. 100 cái thôi. 100 cái thì thiếu Nako ăn. Nako mình có nè. Vậy bấm 500 cái đi. 500 cái thì thiếu Nako nhiều quá ăn. 200 cái thì chắc được.
Vậy là cần phải có dầu nữa. Phải sử dụng Baronto để mình đi quẩy thêm mấy cái bụi berry nữa. Chế tạo cho nhiều nhiều mũi tên cái mình qua bên kia mình bắn nó luôn. Con đó nó phát hiện mục tiêu cũng gần chứ không mà nó qua đây nó luộc cái căn cứ của mình cái là coi như là banh hết. Cũng hên đó chứ. Đây thì mình thiếu dầu đó không? Bỏ vô. Ấm hút một cái. Bật lên đi. Chế tạo. Được 150 cái thôi. Hơi ít. Thôi thì mình sẽ sử dụng Baronto của mình đi. Để ra phía bên ngoài mình quạt vài cái mình kiếm thêm Nako nữa. Mình đang farm berry thì mình phát hiện ở phía bên trên có cái ống máu. À của con gấu. Hình như ống máu con gấu hơi săn á. Đang farm ở trong rừng ngon lành. Ây chà. Mình lên mình nghiến nghiến cái ăn. Dưới này có con monster chón nữa nè. Tại mình sẽ dịch chuyển về căn cứ một cái đi ăn. Mình farm nãy giờ cũng được một mớ bạn. 4.000 mấy rồi. Bây giờ mình sẽ về để mình chế thêm cái ăn. Lấy bờ te lên phía bên trên để mình nghiến nghiến con gấu xem coi. Gấu đó không biết mình có tem được không nữa mình bắt luôn. Bây giờ thì lên phía bên trên để mình hút một cái ăn. Thịt thối thì chắc là mình có nhiều. Bây giờ mình hút đại 200 cái nữa đi. Đó được 200 cái nè. Nếu mình hút tầm 400 cái đi. Đó 400 cái thì thiếu Nako nữa ăn. Còn có thêm 4.000 Nako nữa mới đủ. Thôi em sẽ lên bờ te để mình nghiến nghiến xem ha. Xem coi cái con gấu bên đây à. Đang farm mà tới chỗ này nè các bạn. Cái mình thấy trên này. Đây nó trên này nè. Đây là con đệ của nó nè. Nó thì ở phía bên đây. 560 vậy. Ủa nó chịu hồi cái linh hồn kìa. 560 cần có cái cây vô mà ắc ti à. 8 cái à. Cái cây vô ắc ti đó là mình có thể chế được. Từ cái cây vô bình thường á, đét cây vô á. Nhưng mà cần có element sáp. Element sáp sợ bây giờ không đủ nè. Nó hơi bị tốn kém á. 300.000 turbo 400 rồi. 8 cái cây vô sale à. Cây vô sale ắc ti à. Để xem coi. Mình thì có element cho mấy con đệ của mình nè à. Sang mấy con gấu, mấy con của Kaiju á là nó cũng có nữa. Cái này có 10 cái hả. Đây Kaiju, Dead Kaiju nè. Rồi cái con kia của mình cũng có nữa. Cái con thằng lằn á, thằng lằn Kaiju của mình nè à. Con này thì được 1 cái hay 11 cái. Đây có nữa nè. Element nè, 6 tấm. 6 tấm này bây giờ cần phải có máy nghiền mới nghiền ra được. Đấy coi, mình sẽ học luôn cái máy nghiền thử ăn. Đủ thì mình làm luôn máy nghiền để dành sử dụng cho sau này luôn. Đây, máy nghiền này hơi tốn metal với là tốn xi măng các kiểu à. Úp một cái thôi. Crystal 1.100 với lại xi măng 300 mấy nữa. À, giờ phải chế tạo thêm xi măng nữa rồi. Ở đây mình sẽ quất 100 cái đây. Còn thiếu thiếu đá hả? Ồ, đô y mình hết đá rồi. Đô y một cái á. Trời ơi, hết sạch đá luôn mà. Xây dựng xong căn cứ hết sạch đá rồi. Thôi thì mình sẽ sử dụng em nó để đi vòng vòng mà farm thêm đá với là farm thêm crystal nữa. Crystal bây giờ thì crystal bây giờ chắc mình phải quay trở lại chỗ lúc đầu của mình á. Bên đó có cái mỏ crystal ăn. Qua đó farm sẵn mình farm đá luôn. Bên đó cũng có đá nhiều lắm. Dưới này có obsidian à, không có. Có đá với lại có crystal thôi. Mình sẽ sử dụng ankylo để farm trước đi ăn. Có được 700 mấy cái nè mà không đủ. Thôi thì farm thêm vậy. Mình farm một hồi đó các bạn. Thì về tới căn cứ. Sẵn hôm nay có cái máy này rồi. Mình sẽ sử dụng chế tạo cho nhanh ăn. Quất 100 cái trong này. Một sẽ ra được 6 lần. Cho nên sẽ rất là nhiều luôn á. Và cũng sẽ rất là nhanh. Cái cây vô đó hình như là chế tạo trên người của mình á. Đúng rồi đây nè. Mình có 10 cái ăn. 10 cái element sáp thôi. Nếu mà mình chế thì nó sẽ một được một ha. Ui thời gian hư của nó cũng nhanh quá. Có 9 phút thôi là hư một cái rồi. Thôi thì mình sẽ cho Ankylo của mình nó giữ em. Bỏ trong này ăn. Bỏ trong này thì được 39 phút nè. Lâu hơn một chút xíu ăn. Để cho người mình nhanh quá. Bây giờ thì mình hút lại một cái xem coi đủ chưa nè. À đủ rồi nè. Xi măng thì cũng đủ luôn á. Dầu thì trong này thì nó chế tạo được bao nhiêu cái nữa đây? 45 cái hả? Rồi, để dành sử dụng cho cái máy nghiền của mình luôn. Đang tính bắt cái con cây vô bên kia nhưng mà lỡ thấy con gấu là cho nên mình sẽ làm luôn hẳn cái máy nghiền luôn á. Để dành sử dụng luôn. Đây mình sẽ để đây đây. Ngay phía đằng sau vừa y cho cái máy luôn á chứ. Hợp lý nè, vừa y luôn. Đây sẽ bỏ vô, bỏ dầu trong này bật cái máy lên.
Ủa nhưng mà đâu có nghiền ra được cái Element Sáp đâu. À vậy là Element Sáp bắt buộc mình phải có được cái quả cầu công nghệ test rồi. Vậy là vẫn không được. Ui xong rồi, vậy con gấu kia chưa thể trở thành đệ tử của mình được. Ây chà, nghiền ra được cái đết thôi, nghiền thành bột luôn á, chứ không phải nghiền ra thành sáp. Trời ơi, vậy là vẫn chưa được. Thôi thì con gấu để sao vậy. À bây giờ thì mình ra Nako mình có bao nhiêu cái á, quay trở lại chuyên mục chính của mình là bắt cái con cây vô trước cái đã. Con gấu làm phân tâm quá, được 2000 mấy cái á. Bây giờ mình mới hút thêm 400 cái nữa thì chiếu 7000, 8000 ha, 8000 Nako nữa mới đủ. Thôi thì mình cứ chế tạo cái Nako trước đây. Nako trước ha, được 4 cái ha. Mình ra mình bắn thử xem có lên được bao nhiêu turbo trước cái đã. Rồi tẩm vô cái mũi tên của mình luôn, sau đó lắp vô cái cây nỏ. Cây nỏ mình sẽ để phía bên đây đây, 4 mũi tên thôi. Bây giờ lấy con gì bắn nè, lấy con gì đó mà mình có thể vừa cưỡi vừa bắn được mà an toàn á. Con này thì sợ ra nó đập một cái đi luôn á, chứ con này mình vừa cưỡi vừa bắn được nè. Nhưng mà máu em nó thì chỉ có 200k hả? Ờ 200k một cái chắc không chết đâu. Nó sẽ tăng cơ cho mình sẽ ngồi trên lưng nó để mình bắn 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 bắn. Hợp lý hợp lý. Nó nãy giờ thì phía bên ngoài này nè, nó không có lót là chắc là nó cũng sẽ không hồi máu chứ cũng không có giảm turbo xuống đâu. Thì con Raptor á, đúng rồi, đánh cái con Raptor này luôn để kiếm xem có cái nỏ xịn hơn nữa không nha. Sẵn thì cho con này lên thêm ít cấp nữa để mình nâng thêm chút máu cho em nó. Ui được cái rìu với cái áo à, cái rìu mình có rồi. Trời ơi 300 mấy luôn nè, với cái áo à, áo 100 mấy luôn cũng được. Và em nó thì lên được cấp nè, thêm 2 cái nữa. Bắn thử 1 cái à, rõ điện điện bắn một phát nè, lên 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 lên. Giọt 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 ra ngoài đứng để mình thay mũi tên phát. Tao mình thấy nó không xi nhê lắm nha, kiểu này chắc là 4 mũi tên của mình không xi nhê nó. Trước khi một phát nữa nè, ây da, ôi lấy thịt đèn người. Con Baronto không chết à, đè một cái mà con Baronto không chết. Mình còn 2 mũi thôi cho nên mình bắn luôn đi. Đó lên 2 triệu mấy nè, chắc phải làm thêm 4 mũi nữa không, phải ít nhất 4 mũi nữa thôi. Báo nữa bắn thêm mũi cuối cùng mới mình về luôn rồi. Ok đó, rồi 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 vậy mình giữ khoảng cách đó mình bắn được ha. Ui tính ra 1 mũi 2 mũi nữa thôi là lẫm rồi. Được 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 được, vậy mình lấy con Baronto mình farm đi tầm 2 mũi nữa các bạn. Nó lên 2 triệu tư rồi kìa, 2,5 triệu thôi là lụm rồi. Berry thì cũng mọc trở lại nữa hả, Berry mọc trở lại nhanh á, mới farm này xong luôn nè, mới vừa spawn lại quá đã luôn. Ra mình làm thêm mớ nữa, một phát 200 mấy, ăn có khi lên 300 mấy 400 mấy nữa cũng tùy bãi. Bãi nào mà nó nhiều nhiều á mình quạt đuôi cái nó lên ào ào nhìn phơi lắm kìa. Đó 500 luôn rồi không? Ủa cho một cái. Bên đây thì 400 mấy thôi. Mình chế tạo một hồi đó các bạn thì cũng có 2 mũi tên rồi. Bây giờ thì quay trở lại á. Đây đây đây. Quay trở lại giống như hồi nãy thôi. Hồi nãy quay trở lại chỗ cũ chắc được ha. Nãy giờ mình chưa có dịch chuyển đó các bạn. Chắc là quay trở lại chỗ cũ là ngay chỗ nó thôi. Chắc là 1 mũi nữa thôi là lụm luôn á. Bắn một cái nè, lượm không lượm không. Ôi bật ngửa luôn, nằm ngửa ơi, ngửa bụng ơi luôn rồi. Em nó đã trở thành đệ tử của mình à chưa, con này cần phải có đồ ăn nữa chứ. Ladybug đúng không, mình sẽ tìm Ladybug trong này một phát các bạn. Đây đồ ăn nó thì cần có thịt cá với da với berry. Berry bây giờ không thiếu rồi, thịt cá hả, thịt cá bây giờ không biết đủ không nữa nè. Thịt cá vậy căn cứ mình cái đi, nếu mà không đủ đó mình phải làm một chuyến ăn cho mấy con monster của mình nó xuống biển nó farm nhiều mới cho mình nè. Bây giờ cứ về hút cái đó, chắc là chế tạo trực tiếp trên người của mình á. Đứng ở đây cái mình hút một cái đây nè, nãy nó cần 3 cái ăn, 3 cái tô súp hiếu quá, 900 thịt cá. Vậy bây giờ phải làm một chuyến đi xuống biển rồi. Lấy con rồng của mình xuống các bạn, con rồng đầu bộ của mình nè,
Con này xuống nước được. Xuống nước là nó bay xuống được luôn á. À, nhưng mà xuống dưới đâu cắn được. À quên nữa. Mấy con monster này của mình đánh không được. Ai à, quên mất tiêu luôn á. Bay xuống được nè. Sử dụng chi quy nè, được nè. Đó, nhưng mà làm sao ăn thịt được giờ? À được luôn nè. Ui, có thịt cá luôn. Nhưng mà chi quy hồi hơi lâu á. Thôi thì dịch chuyển về với lại căn cứ vậy. Đây, đậu trên này một cái. Cho nó ngay ngắn lại một phát. Rồi, đứng ở đây để bắt đầu mình hút vô cái Leather Bag 3 cái luôn. Rồi, đủ luôn. Mình sẽ sử dụng con này để mình di chuyển luôn ấy. Rồi, bay ở phía bên đây luôn chứ. Ui, à 80 hả? Ây da, nằm bơi mỏ phía bên đây nè. Con này ăn 3 cái anh. Trời ơi, nó há hốc cái mỏ nó ra luôn mà. Quay pha dữ lắm rồi. Đây, đây, đây. Hãy vậy đói lắm đúng không? Bỏ vô cái. Ăn vô đi cưng. Có con nào vậy? Nghe tiếng đổ bể gì á. Hình như âm thanh của nó. Ờ, hình như âm thanh của nó. Nghe tưởng có con nào gần gần đây á. Ui, nó không đói. Tưởng đâu đang đói nhưng mà nó không đói. Cái này 38 phút mới hư còn lâu. Vì đâu phải chờ ăn. Kiểu này chắc sắp tới mình phải thêm cái mod mấy cái bình thuốc tem minh vô đó các bạn. Mod này thì nó không có tự có sẵn cho nên mình chắc là phải thêm vô ăn. Cái bình thuốc tem minh vô để tem cho nhanh chứ trường hợp về chờ hơi bị lâu nè. Trời ơi. Nó không đói, nó không chịu ăn. Thôi thì để ra đó đi. Mình sẽ qua phía bên đây đây. Đây phía bên đây có mấy con monster ăn. Mình sẽ luyện cấp cho con này của mình thêm ăn. Với lại để đảm bảo cho căn cứ của mình nó an toàn hơn. Hú lên một cái cho nó chón ra. Mình lấy gốc để mình làm chim quy một cái nè. Lướt xuống một phát. Lướt một phát được 22.000 dam nè. Con này 80 thôi nên cũng dễ. Bên đây xuất hiện mấy con Kanachi này nhiều quá. Kanachi 500 mấy luôn hả? 560 luôn nè. Oh. Được ghê chứ. Mình sẽ lấy cái con hằng lằn của mình ra. Mình đánh tăng turbo được. Vậy là cộng thêm một con Kanachi mới á. Con này với con nhà mình không biết có khác giới tính không nữa. Hôm bữa mình có thử nghiệm đó các bạn. Lai tạo mấy con monster nè. Nhưng mà kết quả ui á. Con kia nó chỉ dùng điện là mình văng ra. Đánh 4.000 dam ghê vậy trời. Đánh cũng mạnh ghê chứ. Ui giảm turbo xuống hết luôn kìa. Có vẻ như con này nó đồ quá. Đánh mấy con mon, đánh mấy con cây cây vô thì được chứ đánh như cái con đó thì hơi đù. Lấy con alloy của mình qua chơi nó ăn. Alloy mình đánh nó cơ động hơn. Nó giảm hết luôn mà. Đúng là kẻ hắc tinh của mấy con monster mà. Còn con gà kia thiệt. Gà kia mình cắn luôn ha. Gà đi nè. Con gà xỉu cái đây gà báo quá. Còn con phía bên kia thì ăn đúng một cục đấy không. Nãy giờ vẫn chưa ăn cục tiếp theo. Được có 43% thôi. Đây rồi. Xỉu 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 à. Còn phía bên đây thì sợ nó qua nó đánh chậm mình cho nên mình sẽ xử nó trước cho nó xỉu đây. Con gà cũng tỉnh lại luôn à. Nhưng mà nó xỉu nhanh thôi. Rồi xỉu rồi. Bây giờ thì mình sẽ quay trở lại ăn. Bên đây mình cho nó uống thuốc vô một cái à. Thuốc hồi nãy mình còn có 5 bình trên đây thôi. Mình sẽ cho nó ít thịt vô cái. Ít thôi, ít thôi, ít thôi. Con này thì 6 cục thôi là xong á. Nako thì mình uống tạm vô cũng được. Còn đây thì có Nakotic. Uống vô một phát. Con này thì cũng xong nhiệm vụ rồi. Con này thì cũng xong nhiệm vụ luôn rồi. Gót vô luôn. Mình sẽ lấy cái con bò te của mình ra cho nó cơ động hơn à. Còn phía bên đây thì ôi, hai cục rồi, hai cục rồi. Nó ăn được hai tô súp à. Một tô nữa thôi là nó sẽ trở thành đệ tử của mình. Là mình sẽ có được thêm một cây vô thứ hai ăn. Nãy đang nhìn nó phơi pha lắm à. Giống như mấy ông bị say rượu á. Nhìn nằm ngửa luôn rồi. Còn con này thì gà này cứ tỉnh là hoài á. Gà này tỉnh nhanh quá. Vô mình lại tiếp tục cho xỉu tiếp. Còn con này thì cắn tiếp à, cho nó tăng turbo lại đi. Cho nó tăng lên tiếp chứ để lát nữa tỉnh lại nữa.
mình sẽ để dành nó để thử sức mạnh của cái con mới của mình các bạn, đại mới của mình ha. Còn cái con này sói bạc này không lạ rồi, cho nó uống thêm miếng vô nữa. Naco bây giờ hết nè. Đây về căn cứ ơi, nãy mình có chế tạo còn dư ở nhà đó, mấy cái naco tích á. Đây thì mình sẽ lủi vô luôn. Đây thì naco thì có 800 mấy cái nữa nè, được luôn. Đem ra phía bên ngoài để tiếp tục chăm vô cho em nó ăn, sẵn tiện mình bắt luôn con này. Nó tới ha, mùi nó mổ vô phát, hên quá, vẫn còn 99%. Còn con phía bên kia thì cũng tỉnh lại luôn hả? Rồi con sói bạc cũng tỉnh lại luôn rồi. Nhưng mà sói bạc ở xa cho nên không sao đâu. À, sói bạc nó quẩy ở phía bên kia thôi ha. Không, ở phía bên đây không sao. Uống vô tiếp nè. Làm sao mà tỉnh lại được. Thêm chút xíu nữa đi. Rồi con phía bên đây thì một cục nữa thôi. Ủa nó đầy phút trở lại luôn mà. Mày phải có giảm phút thì mới nhanh được. Quá chậm à. Trả lại hơi lâu. Chờ một hồi thì 99.7% vẫn chưa xong mà con bên kia xong rồi kìa. À đây rồi. Em nó đã trở thành đệ tử của mình. Ý da da, đứng dậy luôn rồi mà. Ngon. Con này mình sẽ bỏ đánh dấu cho nó cái em. Đây, nhưng mà phải chờ con kia cho xong luôn á em. Con này cho xong luôn để mình đem về căn cứ á. Gà lại tỉnh lại nữa nè. Nãy giờ con gà gần như không có đi đâu được luôn với mình á. Liên tục cho xỉu đây nha. Con này đang giảm xuống đó không? Uống vô nè. Một cục nữa thôi là xong, mình cho nó về căn cứ của mình ha. Kadachi lần trước hình như mình có chắc cơ vô rồi. Kadachi. À, Kadachi nhà mình là cũng là con đực luôn. Vậy là con này cũng là con đực luôn, vậy là hai con đực luôn ha. Vậy là không có thử nghiệm được. Không có màn thử nghiệm tiếp theo á. Mấy con Kaiju thì chắc là like được á. Còn con Monster thì mình nghi chắc không được. Đại rồi, cuối cùng em nó cũng đã xong ha. Con này không lạ gì với nó rồi. Mình sẽ chắc cơ cho nó một cái đi. Nó lấy đồ ra. Rồi tạm thời ẩn nó vô một cái đi. Ủa giọt. Đại nhân vật chính trong tập kỳ hôm nay mà. 700.000 máu á. Con này máu không nhiều bằng cái con thằng lằn kia. Nhưng mà nãy mình thấy đam cao lắm. Đại thử cái đánh thường thử cái nè. 5.000 đam. Còn chưa ít thôi. Sắn đấm xuống đất. Còn cái chiêu ui, à chiêu đập gây chón nè. Còn cái chiêu quy ấy. Quy là à lấy thịt đàn người. 30.000 đam. Wow. Xịn. Chiêu R thôi. Ủa R không có à? R không có, còn O thôi à. O cũng không có luôn. Cần chôn. Cái gì vậy? Ây da. Còn này là chiêu quy kết hợp với phím đi tới nè. Đây chiêu cung điện của nó nè. Cung điện hai hiếp ha. Cái gì vậy? Ủa, mình cũng bị mất máu luôn à. Hay là có con gì dưới chân mình á. Con gì hệ điện dưới chân mình thì phải. Không nhìn thấy được nó cái ống dèm à. Ủa à, giống con ngựa vậy. Con ngựa Monster thì phải. Con ngựa này cũng mất Monster hay sao á. Ống dèm của mình không bắt được cái hình ảnh của nó. À đây rồi. Ui level có 160 thôi. Trời ơi. Đây. Đấm xuống đất nè. Sau đó thì mình sẽ đặt xuống đất luôn. 15.000 đam ăn. Vậy là Monster nó kháng 50% đam thì sao á. Còn vừa đi mà mình vừa chiêu quy á thì đài chiêu xung điện nè. Bầm một phát 11 ha. Hút thêm một phát nữa. Rồi sau đó thì kết hợp với lại chiêu đấm xuống đất. Kinh xuống đất nữa. Đó nó hiện turbo kìa. Nhưng mà thôi con này level cùi quá. Để sau này tìm con level cao hẳn bắt luôn không. Dứt luôn cái. À sau khi nó chết xong nó nẹt điện ở tầm lum nè. Đúng là hai con hệ điện. Tại con này cũng không lên được tốc độ á. Chỉ có thể lên được sức mạnh với máu thôi. Bây giờ mình sẽ thử lại chiêu lấy thịt đèn người một cái nè. Xem coi được bao nhiêu đam. Kinh một phát 38 rồi. Chiêu nẹt điện thì vẫn chưa được. Còn chiêu này đấm kinh nè. Ui đấm vô con kia có 1.000 mấy à. Còn chuột phải là... À chuột phải ném đá. Nãy giờ mình chưa có test chiêu chuột phải nè.
ném ba đá giống kiểu con golem á, ném ném như mấy con của vanilla thử một cái anh. À ném đá này có cooldown á, còn chiêu kích điện cái anh, kích điện cho cái con sói bạc ở dưới á, sói bạc này cũng là điện luôn nè, điện một phát được có 5000 dam thôi anh. Vô mấy con của vanilla thì mới được dam nhiều thôi, chứ còn mấy con của monster nó kháng ghê quá, té thủng đã. Qua phía bên đây lấy thịt đèn người một cái nè, bao nhiêu đây, 26 anh, có thì 38 luôn nữa. Đây cục hính nè, ở cái la bàn con này thì lên được cấp thêm, nếu mà lên máu thì sao, chắc cho nó lên 1 triệu máu cho đẹp quá anh, luyện cấp thêm cho em nó. Còn bây giờ thì chỉ cội đá mà chưa test nữa này, đập nè cội đá, kiếm cho đồ đau đông đông mình quăng vô cái nó dễ trúng hơn. Chiêu ném đá này dễ hụt lắm, trời ơi ném đá dưới cái cây. À đây có con Baronto nè, được Baronto mục tiêu dễ ăn đạn của mình anh. Trời ơi vậy mà hụt kìa, vậy là phải đánh cây vô rồi, mỗi lần cộng điểm cho nó sẽ hú hú lên. Thôi quăng đá tiếp, lần tiếp theo lần này phải trúng nè, trúng không, 40.000 dam một hit anh. Còn điện bây giờ thì được bao nhiêu lại à, tao thêm mình cộng điểm sức mạnh cho em nó, con này luyện cấp nhiều nữa sẽ là con cây vô rất là mạnh của mình á. 29 anh, 29 mà nó nhảy hình như là 2 hit. Còn cái chi quy bình thường á là sẽ là lấy thịt đèn người, lấy thịt đèn người này cũng mạnh lắm, 39.000 dam đó, cộng thêm một cây vô mới anh, có được con hàng lần cái là mình bắt mấy con cây vô cũng dễ hơn nữa, đem về với căn cứ thôi. Con này chắc mình để đây đi anh, ở đây đè một cái cho nó lìa căn cứ luôn á. Mấy con ba sừng đây nè, vô mình à, chưa cool down rồi thôi thì đấm thôi. Sắn sắn này nó cũng ao e dữ lắm, không phải dành vừa ăn với mấy con của vanilla thì sắn thôi là xong. Con sẽ để nó nằm đây đây, mỗi lần leo lên leo xuống con này phải đi xuống phía bên dưới á, đi xuống dưới chân nó dần dần như để té gãy giò á. Đó chạy thôi mà cũng bị té nữa mà. Rồi con hằng lằn kia thì mình sẽ để nó ở hướng phía bên đây đi, đi con độc nữa hả, 200 mấy à. Đây đại ca hằng lằn nha, đại ca hằng lằn bây giờ thành đại ca độc rồi, này gọi là hằng lằn độc à, hợp lý cho em nó. Còn bây giờ thì lấy con bờ te ra một cái con sói bạc của mình ha, chắc để kế bên con này luôn. Sói bạc lần trước mình bắt hình như là level thì cũng cao quá chứ. Sói bạc nãy mình mới bắt là Kadachi, nãy mình mới ẩn vô là cao hơn á. Level timing của nó là tới tận 800 mấy rồi, 839 nè. Còn timing ở bên đây là có 719 thôi. Đúng rồi, chỉ số sức mạnh với chỉ số máu của nó cũng xịn hơn hẳn luôn á. Con này không lạ vậy, lần trước mình có test rồi. Vậy là trong tập ngày hôm nay các bạn, chế tạo mũi tên á, kết hợp với lại con này á, thì mình đã bắt được con Ladybug cây vô thứ hai của mình trong series lần này đó các bạn. Và video của mình trong tập ngày hôm nay thì bây giờ cũng dài rồi, cho nên là mình cũng sẽ tạm dừng tại đây thôi. Nếu các bạn cảm thấy hết những video của mình cũng như series sinh tồn trong phần chơi ARK thì cho mình xin một like với video để mình có động lực đi thu phục những con cây vô tiếp theo để test sức mạnh cho các bạn cùng xem nữa nha. Còn bây giờ thì bye bye.